Khi thấy xe chở vật tư quyên góp của người dân đậu lại trước cửa, nhân viên điểm tiếp nhận quyên góp vội chạy đến đỡ lấy những chiếc túi nặng nề mang vào trong nơi tập kết. Tại đây những chiếc thùng đựng vật tư đã chất cao như một đồi núi, bên trên còn có rất nhiều túi ngủ các loại. Mở thùng hàng ra thì nào là vớ, bao tay, quần áo mùa đông vân vân. Đây đều là tấm lòng hảo tâm gửi đến những người dân chịu thiệt hại bởi động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trả lời câu hỏi phỏng vấn về số tiền dùng để mua những món vật tư này, nhà hảo tâm họ Trần nói, cô đã chi khoảng 5 đến 6 nghìn đại tệ, nhưng cô cảm thấy việc này không có gì là lớn lao. Đảng bộ đề trung của đảng sức mạnh thời đại cũng đã gia nhập vào hàng ngũ quyên góp vật tư hỗ trợ thiên tai. Từ nay cho đến ngày 14 tháng 2, văn phòng đảng bộ sẽ tiếp nhận hàng quyên góp của mọi người. Để có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ, Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan đã mở tài khoản quyên góp hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thiên tai. Từ nay cho đến ngày 6 tháng 3, người dân có thể đóng góp vào tài khoản này thông qua ATM của Ngân hàng Đài Loan, app thanh toán điện tử Taiwan Pay hoặc qua chuyển khoản tại ngân hàng hay bưu điện. Ngoài ra, người dân tại nước ngoài cũng có thể quyên góp thông qua tài khoản của Ngân hàng Megabank tính đến 5 giờ chiều ngày 9 tháng 2, số tiền quyên góp được đã vượt hơn 80 triệu đại tệ. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể đến các cửa hàng tiện lợi như FamilyMart, 7-Eleven, Highlife, Life, OK Mod. Thao tác tại máy điện tử theo hướng dẫn là có thể đóng góp hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ mà không cần mất phí thủ tục. Một nhà hảo tâm họ khưu cho biết, do Đài Loan cũng thường xảy ra động đất, cho nên mọi người đều rất đồng cảm và muốn giúp đỡ cho những người đang khó khăn. Giám đốc điều hành trung tâm Đài Loan tại Thổ Nhĩ Kỳ là ông Cầu Chính Vũ nói, trung tâm Đài Loan nếu tiếp tục vận hành thì sẽ giống như là một đảo biệt lập, bởi vì không có điện, không có nước, Tổ chức xã hội Trung tâm Công dân Thế giới Rehan Đài Loan, hay còn gọi là Trung tâm Đài Loan, đã thu nhận lượng lớn người dân đến lánh nạn sau trận động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng do nguồn vật lực có hạn, nên giám đốc điều hành cầu chứng vũ đã phải nhanh chóng quay về Đài Loan để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ. Sau thiên tai, Thổ Nhĩ Kỳ cần rất nhiều tài nguyên để tái xây dựng lại quê hương. Toàn thế giới cùng nhau để giúp đỡ, hy vọng có thể giúp cho người dân địa phương nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống thường ngày của mình.